Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cho biết tính tới ngày 26 tháng 5 năm 2023, toàn tỉnh có 2.736 trên 2.754 công đoàn cơ sở đã tổ chức đại hội, hội nghị công đoàn cơ sở, tỷ lệ đạt 99,35%, còn 18 đơn vị chưa tổ chức. Có 13 trên 17 công đoàn cấp trên cơ sở đã chỉ đạo tổ chức xong đại hội cấp cơ sở. Có 2/3 đơn vị cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức xong đại hội điểm nhiệm kỳ 2023-2028 là Liên đoàn Lao động huyện Xuân Lộc và Long Thành. Hai đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh gồm Công đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai và Công đoàn Tổng Công ty Tín Nghĩa đã tiến hành xong đại hội công đoàn. Còn 4 đơn vị chưa tổ chức xong gồm Trảng Bom, Nhân Trạch, Tân Phú và Công đoàn Tổng Công ty Suraji. Hiện Liên đoàn Lao động tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tập trung để nhanh tiến độ tổ chức đại hội công đoàn cơ sở, đảm bảo hoàn thành trước ngày mai 31 tháng 5.